kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây, giới thiệu với quý vị đây một lô đất đây. Ngày lúc trước người ta đang trồng sắn, trồng khoai mì. Đất này rất là tơi xốp nhé. Tơi xốp. Diện tích nó là 503m2. Chiều ngang khoảng 25, số 20. Nói chung là tương đối vuông vức. Tương đối vuông vức. Cái đường ô tô vào được quý vị nhé. Đấy. Tô. 7 chỗ. Nhưng mà xe sedan thì đi vào sẽ khó. Nói chung là cứ phải đi loại xe cao như này mới đi được. Đây, chỗ này cách nhà máy Đông In. Nhà máy Đông In chắc khoảng 3 cây số. 2 cây. Khoảng 2 cây số. Thì lô đất này người ta đang chào bán là 380 triệu quý vị nhá. 380 triệu. Đây, nhà dân nhớ đằng kia. Đấy, dân cư. Đó, như thế. Rồi. Đất ở đây rất là tươi xốp quý vị nhá. Tuyệt vời. Đây làm nhà ở đây. Làm cái vườn ở đây. Ok. Giá chưa đầy 400 triệu. Ngay Đông Y. Từ đây mà đi đến đến thành phố Vũng Tàu ấy, đi thành Vũng Tàu khoảng 36 cây số. 36 cây. Đi đến tận trung tâm thành phố Vũng Tàu đó là 36 cây quý vị nhá. Đấy thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây ấy với giá chưa đầy 400 triệu thì alo cho tôi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.